Các bạn ơi, nên ăn sống thức ăn phải không? Đây này đi khất thực chỉ lấy một tí cơm này thôi. Với canh bí của họ này. Đấy. Đây chẳng phải cái nước gì, nước mát, nước miếc thì chả biết nước gì. Đấy, nhưng mà về là phải ăn rau sống rừng, đủ các loại, xâm đất ở rừng. Rồi những cây càng cua này. Cây này mấy cây gì thiên nhiên mà cây này là chống đông máu não này, những người bệnh não thì đây này đấy để ăn cái này thôi. Rồi dấp cá này, rừng này, sâu nốt này đấy, ban nãy là còn nhai sống quần tây này, nhỏ ra này để rau quần tây đấy. Để chữa gan, phục hồi gan. Nếu các bạn có gan mỡ máu nhiễm mỡ hoặc là huyết áp nên ăn cần tây ép như đây, nhai này nâu nát mà nó đắng lắm, ép thì uống nó nhanh được. Vậy nên là cố gắng các bạn nhé, đừng có bao giờ mà lười lười ăn là chết ấy. Đấy này đấy, khó vậy. Rau sống thì ăn với chút tương tự làm đấy, không có mốc meo gì cả, độc hạt tương không thôi, dạng tamari. Rồi ăn rau sống rồi thì sợ có run thì phải ăn gì, bí, hạt bí ngô và vừng đen, ăn chút thôi đấy. Ngoài ra sau này là sẽ không ăn cơm nữa và ăn cái bột ngũ cốc này đấy, bột dinh dưỡng ngũ cốc, nhưng mà cao cấp. Đây giờ phải tài nọc đây, mình phải làm, xin làm cái loại là thấp cấp thôi, giá thành hạ chứ không có làm những cái loại cao quá. Sâm bố chính này, mồng tơi này, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh này, rồi cái bắp hạt sen này, úi dồi năm thứ quá, đậu trắng, những cái loại này nắm tiền á, chỉ mấy cái loại đậu thôi, với gạo cám gạo đấy, vậy thôi. Vậy là đã đủ rồi các bạn. Mời quý vị mời cơm trưa.